Cũng tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, ngày 30 tháng 10 tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khánh thành trụ sở và khai trương văn phòng của tập đoàn FPT khu vực Trung Đông tại Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ả Rập Xê Út phát triển rất tốt đẹp, song quan hệ kinh tế chưa tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao và mong muốn của nhân dân hai nước. Bày tỏ trăn trở về điều này, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước để hai nền kinh tế kết nối, bổ trợ cho nhau cùng phát triển, trong đó có những dự án cụ thể. Thủ tướng hoan nghênh việc FPT khai trương văn phòng khu vực, hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm mà FPT có thế mạnh. Cảm ơn các cơ quan, những người bạn Ả Rập Xê Út đã hỗ trợ giúp đỡ FPT hoạt động tại đây. Theo Thủ tướng, FPT muốn thành công lâu dài bền vững, tạo sức mạnh cộng hưởng thì phải đi theo xu thế phát triển của Ả Rập Xê Út là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành mới nổi liên quan đến trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật. Đồng thời, FPT cần hoạt động tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện các hoạt động xã hội, tham khảo tư duy, tầm nhìn đột phá chiến lược của Ả Rập Xê Út để vượt qua chính mình, hợp tác đầu tư thành công, góp phần vào sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước và hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước.